đây, Thánh Kinh Báo, Nguyệt Sang của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam xin trân trọng kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Thánh Kinh Báo, Nguyệt Sang của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam do cố mục sư ông Văn Huyên làm chủ bút, xuất bản từ năm 1931 đến 1975. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, quý mục sư truyền đạo tín hữu thân yêu mà phần đông đã ngủ yên trong Chúa, sống đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo để đọc lại tờ báo đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc giá trị của Nguyệt Sang Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá phúc âm và phổ biến văn chương Cơ Đốc. Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo. Lửa trời giáng vào lòng ta. Thế giới ngày nay là sân khấu phô diễn sức mạnh của loài người. Sự phá hoại do sức mạnh ấy tưởng đã đến cực điểm. Chiến xa, đại bác, máy bay, tàu ngầm, gieo rác, khủng khiếp và chết hại khắp bốn phương. Ai nấy nơm nớp sợ sệt, không biết tính mạng và tài sản mình sẽ ra sao. Địa cầu đáng phải là trường thi thố tài năng, sáng kiến, khoa học để giúp cho đời người nhẹ nhàng, sung sướng hơn. Nhưng đằng này trái lại, sức mạnh tàn diệt khiến cõi đời trở thành cái phản ánh của địa ngục. Tiếng kêu về giặc giả vang động trong đất, tai vạ lớn lắm. Jeremy đoạn 50 câu 22. Ôi, ước gì loài người mở mắt nhìn xem một sức mạnh khác, phi thường, thiên thượng, đã hành động từ khi sáng thế và nhất là từ khi sáng lập hội thánh tới nay, đem bình an và hạnh phúc cho biết bao tâm hồn cay đắng. Sức mạnh ấy, tức là quyền phép của Đức Thánh Linh. Một nguồn hành động phi thường. Mọi sự tốt đẹp thực hiện trong cõi thiêng liêng, mọi sự thay đổi cuộc đời của những tội nhân vô hy vọng, mọi sự nhiệt thành, hầu việc Đức Chúa Trời và đồng bào đau khổ đều do thần thánh khiết, từ ái, mạnh mẽ của Đức Chúa Trời cao cả. Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6. Chúng ta quen nói, quen nghe và có lẽ quen giảng về Đức Thánh Linh, đến nỗi hầu như quên quyền phép vô hạn dồn chứa trong Ngài. Cái quyền phép ấy sẵn sàng tỏ ra trong chức vụ của mỗi tín đồ, dẫu là người tầm thường, thấp thoải hơn hết cũng vậy. Tiếc thay, biết bao người tự nhận cái vinh dự hầu việc Đức Chúa Trời mà không cảm thấy rằng mình hằng ngày, hằng giờ phải đương đầu với sức mạnh tối tăm của ma quỷ và cũng không thấy trong tâm hồn có quyền phép thiên thượng thúc giục, nâng đỡ và vùa giúp mình. Đức Chúa Giê-xu phán: "Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta." Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18. Anh em có thể mạnh bạo nói rằng, đã giao cho tôi chăng? Đã có, sao còn đi kiếm? Sau khi sống lại, Đức Chúa Giê-xu hà hơi trên môn đồ mà rằng, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh, Giăng đoạn 20 câu 22. Và trong ngày lễ ngũ tuần, tất cả quyền phép thiên thượng đã dốc đổ trên những kẻ tin cậy, cầu nguyện và chờ đợi. Anh em không còn phải xin Chúa ban Đức Thánh Linh, Ngài đã ban một lần đủ cả. Anh em chỉ cần mở lòng tiếp rước Ngài vào. Kìa, không khí bao bọc anh em, ta há lại đi tìm đâu cho mệt sức. Ta chỉ cần thở hút, không
không khí bèn vào trong phổi mà nuôi sống thân thể ta. Đức Thánh Linh cũng vậy, ta chỉ cần thở hút Ngài bởi đức tin thì đời sống và chức vụ ta sẽ khác hẳn. Nào ai khao khát, khô héo, buồn rầu, chán nản, hãy bởi đức tin quăng mình vào con sông quyền phép của Đức Thánh Linh. Khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật hay sống đều sẽ được sống. Ê-xê-chiên đoạn 47 câu 9. Sao cứ đứng trên bờ mà thở than, chịu rã rời, ủ rũ? Nếu không được đem dùng thì bộ máy tinh xảo vẫn là vô ích, phương thuốc thần hiệu vẫn là vô ích, tài năng lỗi lạc cũng vẫn là vô ích. Quyền phép Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho vẫn chẳng ích gì cho đời sống và chức vụ anh em cùng kẻ khác nếu anh em không để quyền phép ấy hành động trong mình và bởi mình. Có gì ngăn trở Ngài cha? Nhưng anh em hãy bình tĩnh xem xét một sự thật này. Có khi cảm động vì đồng bào hư mất, buồn rầu vì chức vụ khô khan, anh em quỳ gối xin Đức Chúa Trời cho mình đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhưng lời cầu nguyện buồn tẻ rời rạc và nơi sâu thẳm của tâm hồn có sự gì lôi kéo mình xuống, đè nén và ngăn trở. Ấy là một tư tưởng xấu xa mà ta ôm ấp, một hình tượng mỹ miều mà ta chẳng muốn phá đổ, một tội lỗi phạm từ lâu mà ta chẳng muốn đền bồi, hoặc cũng là một sự kiêu hãnh, tự tôn của bản ngã và xác thịt, suy dục mình mong nhận được quyền phép thiên thượng để cho mình thành công, được tên tuổi lẫy lừng, khen ngợi và sùng bái. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Gia Cơ đoạn 4 câu 3. Đức Thánh Linh giáng xuống đời này chỉ để tôn vinh Đấng Christ và làm thực hiện công cuộc cứu rỗi trọn vẹn bởi Đấng Christ. Và Ngài chỉ giáng vào tấm lòng nào thành thực nhắm theo mục đích ấy. Hãy nhớ lại thứ tự trong Kinh Thánh. Đức Chúa Giê-xu chịu chết, sống lại, ngự lên trời, rồi Đức Thánh Linh mới ban xuống. Anh em không thể vượt bỏ thứ tự ấy. Anh em phải đóng đinh xác thịt và bản ngã vào thập tự giá. Phải sống lại trong đời mới. Phải sanh hoạt, thánh khiết trên từng trời. Xa hẳn mùi trần gian, thì mới thấy quyền phép Đức Thánh Linh dốc đổ vào tâm hồn mình. Phải làm trọn các điều kiện trong cõi thiêng liêng, rồi mới có thể chờ điều cha đã hứa và chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh để nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta cho đến cùng trái đất. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 4 đến câu 8. Quan cảnh này thực hiện chăng? Người biết giá trị cõi thiêng liêng đều mong mỏi thực hiện quan cảnh hội thánh đầu tiên trong mỗi chi hội. Nào giảng dạy có quyền phép, nào là phép lạ chưa từng thấy, nào người ngoại quay về với Chúa, nào anh em tín đồ giống hệt Chúa Giê-xu. Quan cảnh ấy chắc sẽ thực hiện, sẽ như cơn động đất làm rung chuyển nền tảng của địa ngục, nếu Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh của Ngài trong anh em. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 8. Mỗi tín đồ có trách nhiệm thực hiện quan cảnh ấy, hầu cho ngày của Chúa mau đến và thế giới được thoát khỏi những sức mạnh khốc hại, tàn diệt, được hưởng trọn sự hòa bình, công lý và bác ái do ân điển và quyền phép của Đức Chúa Trời tràn ngập như sóng biển. Thánh Kinh báo.
Thánh Niên Diễn Đàn, bà Eva. Tôi không có tài để dạy dỗ các anh, cho nên tôi xin dùng ít lời nhỏ mọn này giúp đỡ chị em chúng tôi về phái yếu vậy. Người ta thường nói phụ nữ chúng ta là giống nhẹ dạ. Điều ấy thật vậy, mà nhẹ dạ với lời ngon ngọt, cho nên ma quỷ là giống khôn lành, đến với bà Eva lúc bà còn thanh niên, nói cách ngọt ngào, mà chi. Chữ mà chi ấy nó sâu xa, êm dịu biết bao. Hỡi chị em, có lúc nào bên tai chị em có tiếng nói mà chi ấy chăng? Nếu có, chúng ta phải đối phó cách nào? Xem bà Eva trả lời cũng một cách êm dịu, thuận hòa vô cùng. Điều này là tâm lý chung của chị em chúng ta, đứng trước một cảnh trạng nguy hiểm vô cùng, mà nói cách lôi thôi cũng vô cùng. Ủa, vậy sao? Với chị em, chúng ta nên dùng tiếng thuận hòa thể ấy. Song với ma quỷ, bao giờ ta cũng phải la to, mà chống cự. Bà Eva không chống cự mà đã siêu lòng bởi mấy duyên cớ. Thứ nhất, bộ ăn ngon. Điều này nguy hiểm lắm. Có lần nào ma quỷ đem miếng mồi coi bộ ngon ấy mà để trước mắt anh chị em chăng? Với việc ăn là thường, mà ăn sao cho theo ý Chúa. Nếu ma quỷ bảo ăn, mặc dầu là phải đi nữa, cũng nhất định không ăn. Như đối với Đức Chúa Giêsu, việc hóa đá ra bánh mà ăn là dễ, mà không chịu theo lời ma quỷ. Thứ hai là đẹp mắt. Điều này cũng quan hệ lắm. Phần nhiều chị em chúng ta thích cái chi đẹp mắt, ưa lòe loẹt bề ngoài. Song chúng ta nên chuộng đạo đức bề trong. Đừng vì sự đẹp mắt ấy mà phải đưa tay ra chuốc vạ vào mình. Chớ trang điểm làm cho đẹp mắt thế gian. Song bề trong không có chi để làm cho đẹp mắt Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng theo phải chuộng vật chất, song phải chuộng tinh thần. Chị em ơi, hãy nên thận trọng. Thứ ba, để mở trí khôn. Ma quỷ nói rằng mở trí khôn thì cũng mở thật. Song cách mở ấy không theo ý Chúa. Song Eva nhẹ dạ, kém hiểu, lầm tưởng ý thánh, đưa đến thế gian sự chết điêu tàn. Điều này dạy dỗ chị em ta chớ tưởng rằng sách vở tiểu thuyết của thế gian làm cho ta mở trí thêm khôn. Có bao giờ ma quỷ chỉ sự học khôn ấy cho chị em chăng? Chị em hãy thử ra hàng sách kia, ngổn ngang sách vở. Sách ấy mở trí khôn thật, song mở theo cách bà Eva, mở ra để thấy Chúa mà chạy trốn. Chị em ơi, gương răng kia ta nên soi lấy. Bà Eva ăn rồi, đưa cho chồng ăn nữa. Nếu chị em phạm tội như bà Eva kia, cái tội ấy nó lây vô cùng, lây hơn bệnh dịch, lây cho người lân cận chúng ta, lây cho người chúng ta thương yêu, truyền lại kẻ hậu tấn của ta nữa. Chừng ấy chúng ta sẽ chạy trốn, trốn trong bụi gai. Hỡi chị em, ma quỷ kia đã khinh khi chúng ta, đời họ cũng cho ta là nhẹ dạ. Vì cớ ấy ta phải nhờ cậy Chúa trong những điều thấy, muốn và làm. Cô Tòng Chi, An Thái Đông. Lập đời đời trẻ.
Lời sống đồn vang. Đức Thánh Linh trong đời tín đồ. Mục sư F.C. Gibson. Điều tôi muốn nói ấy là trong Kinh Thánh, do Đức Thánh Linh soi dẫn và giải thích, chúng ta luôn luôn thấy cách cắt nghĩa chân lý tin lành giản dị hơn hết. Vậy, chúng ta càng ở gần Kinh Thánh chừng nào, thì quan niệm của mình đối với chân lý tin lành càng rõ ràng chừng nấy. Mọi sự sai lầm, giả dối đều do sự đi xa lời Đức Chúa Trời. Các ngươi lầm vì không hiểu Kinh Thánh. Matthew đoạn 22 câu 29. Tôi muốn theo Kinh Thánh mà luận về bốn điều có liên lạc với Đức Thánh Linh trong sự từng trải của tín đồ. Anh em đều đã quen biết những điều đó, và tôi chỉ mong mỏi nhắc anh em nhớ lại vấn đề tối trọng này. Điều thứ nhất là cuộc đời hoàn toàn của Jesus Christ, Chúa và Thầy đáng yêu kính của chúng ta, đáng làm mẫu mực muôn đời cho cuộc đời ta, thật đã sống trong quyền phép của Đức Thánh Linh. Ngay khi Ngài bắt đầu chức vụ giữa dân chúng, Kinh Thánh chép rằng Đức Thánh Linh đã giáng trên Ngài. Liền đó, Ngài chịu Đức Thánh Linh dẫn vào đồng vắng để bị ma quỷ cám dỗ. Tại đó, trong cuộc chiến đấu kinh khiếp diễn ra, chúng ta thấy Ngài thắng bởi gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời. Ngay sau khi ấy, Ngài trở về xứ Galilê, được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh. Ngài vào nhà hội của thành Nazareth, mở Kinh Thánh nhằm chỗ có chép rằng Thần của Chúa ngự trên ta, Luca đoạn 4 câu 18. Tất cả những lời quyền năng của Ngài phán đều được luyện trong quyền phép của Đức Thánh Linh. Đấng Christ nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình, Hebrews đoạn 9 câu 14. Ngài sống lại từ trong kẻ chết theo thần linh của Thánh Đức, tức là Đức Thánh Linh, Roma đoạn 1 câu 4. Từ đầu đến cuối, cuộc đời trọn vẹn đó đã sống trong quyền pháp Đức Thánh Linh. Đó là một sự thực chúng ta không thể không biết, không dám không biết. Sự kết luận không sao tránh khỏi được. Ngài có nhân tánh trọn vẹn mà còn phải nhờ Đức Thánh Linh để sống một đời trọn vẹn. Huống chi chúng ta là kẻ có mọi sự bất toàn của loài người. Chính tại đây ta thấy căn nguyên sự giảng đạo vô quyền, vô hiệu ngày nay. Nhiều kẻ nêu cao cuộc đời trọn vẹn như là một lý tưởng vậy, nhưng họ bỏ lỡ, không bày tỏ cái quyền phép do đó cuộc đời trọn vẹn kia được thực hiện. Đây, ta thấy bí quyết của bao sự thất bại và thất vọng. Lắm người thử sống cuộc đời phi thường mà chẳng có quyền phép phi thường. Chỉ bởi quyền phép Đức Thánh Linh, ta mới sống được một cuộc đời theo gương mẫu của Đấng Christ. Nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Roma đoạn 8 câu 9. Ngoài Thánh Linh của Đấng Christ, Thánh Linh mà chính Đấng Christ phải nhờ cậy, thì tín đồ không thể sống cuộc đời theo khuôn khổ của Đấng Christ được, không thể nếm trải Đấng Christ được. Đó là một sự thực giản dị làm nền tảng cho sự từng trải của tín đồ. Điều thứ hai là đời tín đồ theo như Tân Ước đã mô tả là một đời sống bởi quyền phép của Đức Thánh Linh từ đầu đến cuối. Quả thật, ngoài Đức Thánh Linh thì tín đồ không thể nào nếm trải các hạnh phúc của Tân Ước. Là tín đồ được tái sanh, chúng ta nhờ Đức Thánh Linh mới có chính khởi điểm của đời sống tín đồ. Chúng ta đã được Đức Thánh Linh sanh ra. Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 3 câu 5. Người ấy không thể bắt đầu sống cuộc đời theo gương mẫu Đấng Christ. Là tín đồ, chúng ta phải nhờ cậy Đức Thánh Linh trong cả cuộc đời sống theo Đấng Christ. Tôi xin nhắc anh em nhớ những việc này. Chỉ nhờ Đức Thánh Linh, chúng ta mới có thể cầu nguyện. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin lặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh cầu khẩn thay cho chúng ta theo ý Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8 câu 26-27. Ngoài Đức Thánh Linh ra, chúng ta không thể cầu nguyện theo ý Đức Chúa Trời. Nhờ Đức Thánh Linh, chúng ta mới có thể làm chứng cho Đấng Christ. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất.
sứ đồ đoạn 1 câu 8. Chính là Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí chúng ta cho hiểu biết chân lý, dẫn đưa chúng ta vào tất cả chân lý. Nếu không nhờ Đức Thánh Linh dạy dỗ thì chúng ta không thể hiểu một lời nào trong Kinh Thánh. Người có tánh xác thịt không thể nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời và không thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 14. Lại nữa, là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta được Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn dắt. Rô-ma đoạn 8 câu 14. Ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác, chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Ấy là nhờ ảnh hưởng tốt đẹp của Đức Thánh Linh mà chúng ta mỗi ngày mỗi giống Đấng Christ hơn. Chúng ta hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, vì từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 18. Lại nữa, mỗi vẻ đẹp tô điểm cho đời thiêng liêng của chúng ta cũng là hiệu quả do ảnh hưởng tốt đẹp của Đức Thánh Linh trong đời ta. Mỗi một đức tánh, mỗi cuộc thắng trận, mỗi ý tưởng thánh khiết đều do Đức Thánh Linh mà ra cả. Anh em có nhận biết mình phải nhờ Đức Thánh Linh đến tuyệt điểm chăng? Đối với tôi, thật là một sự lạ lùng. Viết thơ cho người Galati, Phaolô hỏi rằng, sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cải xác thịt mà làm cho trọn? Galati đoạn 3 câu 3. Chúng ta nhờ Đức Thánh Linh mới có căn nguyên sự sống thiêng liêng, và sự sống ấy được Đức Thánh Linh giữ trọn từ đầu đến cuối. Điều thứ ba là mỗi tín đồ có Đức Thánh Linh ngự trong mình. Không gì rõ ràng hơn lời Chúa phán về vấn đề này, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Giăng đoạn 14 câu 17. Ngay khi tin Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta bèn nhận được Đức Thánh Linh. Sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Giăng đoạn 7 câu 38-39. Ngài không đến ở ít lâu nhưng ở luôn. Ngay khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ, bèn được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh của lời hứa. Tôi xin hỏi anh em một câu. Nếu mọi sự này là thật, cớ sao anh em còn cứ xin ban Thánh Linh mà chính anh em đã nhận lãnh rồi? Cớ sao chúng ta còn cứ phải chờ đợi Đức Thánh Linh là Đấng đã ngự trong chúng ta rồi? Có một điều tôi cho rất là có ý nghĩa. Nếu đọc những thơ tín, trong đó mô tả sự từng trải đầy đủ hơn hết của tín đồ, anh em sẽ thấy Kinh Thánh không hề dạy mình chờ đợi Đức Thánh Linh, nhưng là bước đi theo Thánh Linh. Không hề dạy mình nhận lãnh Đức Thánh Linh, nhưng là nhiều phen cảnh cáo đừng chống cự Đức Thánh Linh mà mình đã nhận lãnh. Đừng làm buồn cho Đức Thánh Linh vẫn ngự trong mình, và đừng dập tắt Đức Thánh Linh. Tôi tưởng đó là căn nguyên biết bao sự bối rối trong đời tín đồ. Đó là bí quyết của bao sự thất vọng và thất bại trong sự từng trải của tín đồ. Có sự gì đó trong đời sống chúng ta đường khiến cho sự hiện diện và quyền phép của Đức Thánh Linh không hành động được, đường hạn chế Đấng Thánh ngự trong chúng ta. Chúng ta cố gắng hầu việc Đức Chúa Trời cho có kết quả. Chúng ta muốn Đức Chúa Trời dùng hết đời sống và công việc mình. Vậy hãy bình tĩnh tự hỏi mình một câu này: có gì trong đời tôi khiến cho quyền phép của Đức Thánh Linh không hành động được? Có gì trong đời tôi hạn chế quyền phép của Đức Thánh Linh? Chúng ta hãy bình tĩnh đối mặt với những sự thật. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường đời đời. Thi Thiên 139 câu 24-25. Ôi Đức Chúa Trời, xin chỉ đường ấy cho tôi. Nhờ ân điển Ngài, nhờ huyết rửa sạch mọi tội và nhờ công việc của Đức Thánh Linh, nguyện tôi lên đường sẵn sàng cho mọi việc lành. Timôthê thứ nhì đoạn 2 câu 21. Điều thứ tư, tôi chỉ biết một điều kiện để được sống cuộc đời đầy dẫy Đức Thánh Linh. Theo lời Đức Chúa Trời, chỉ có một điều kiện là Đức Chúa Giêsu Christ lên ngôi làm vua cao cả trong đời ta.
Giăng đoạn 7 câu 39 chép rằng: Bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Nhưng khi Đấng Christ được vinh hiển ở bên hữu Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh liền ban xuống như là một ân tứ của Đấng Christ ngự trên ngôi, và lễ ngũ tuần thực hiện trọn vẹn. Việc thật có trong lịch sử cũng thật có trong sự từng trải của chúng ta. Khi Đức Chúa Giêsu được địa vị xứng đáng trong đời anh em và đời tôi, thì Ngài sẽ cho đời sống chúng ta đầy dẫy quyền phép của Ngài. Chúng ta chỉ cần giải quyết một vấn đề này: tôi có dâng Đấng Christ cái địa vị xứng đáng trong đời tôi chăng? Đức Thánh Linh được ban xuống chỉ vì một cớ mà thôi, là để tôn vinh Đấng Christ. Tôn Đấng Christ lên ngôi vua có nghĩa là phế bỏ mọi sự chiếm chỗ của Ngài. Có gì chiếm chỗ mà Đấng Christ đáng được trong đời sống anh em chăng? Nếu có, phải lật đổ nó đi. Bất luận là hình tượng gì, anh em cũng phải lật bỏ khỏi ngôi Đấng Christ để thờ lại một mình Ngài mà thôi. Khi Đấng Christ được tôn làm vua, Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh hầu cho Ngài được tôn cao bởi đời sống của anh em. Từ đường đời đến việc Chúa, chức vụ Chúa giao, được Đức Chúa Trời giao chức vụ cho, đó là sự đảm bảo độc nhất cho ta dâng trọn thời giờ rao giảng tin lành. Đức Giê-hô-va kháng nghị một số mục sư đã hủy diệt và làm tan lạc bầy chiên của đồng cỏ Ngài rằng: Ta chẳng sai những tiên tri này mà chúng nó đã chặn, ta chẳng phán với mà đã nói tiên tri. Nếu chúng nó có đứng trong sự bàn luận ta, thì đã khiến dân ta nghe lời ta, và đã làm cho dân từ đường dữ việc xấu mà trở lại rồi. Giê-rê-mi đoạn 23, câu 21-22. Các thiên tứ phú bẩm không tự làm cho một người nào có đủ tư cách hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã từng nghe nhiều người giảng đạo rất hùng hồn, nhưng bài giảng của họ chẳng được Đức Chúa Trời sức dầu cho. Trái lại, người có tài cứu vớt nhiều linh hồn hơn hết mà chúng tôi được biết là một người không có tài giảng dạy cho hội chúng. Nhưng khi ông ấy giao thông gần gũi với một linh hồn nào, thì ông có quyền phép ràng buộc của Thánh Linh Đức Chúa Trời và là đồ dùng dắt dẫn hàng trăm, hàng ngàn người trở về cùng cứu Chúa. Sự học thức cao nhất cũng không làm cho một người có đủ tư cách hầu việc Đức Chúa Trời. Quả thật, có lẽ lại có kết quả trái hẳn, làm cho đầu óc chứa đầy những lý thuyết của loài người đến nỗi lòng không biết sự đơn sơ vốn ở trong Đấng Christ. Một người tốt nghiệp trường cao đẳng, biết môn thần học rất thâm thúy, nhưng chẳng từng nếm trải sự cứu rỗi thật, và bởi đó không thể dẫn dắt ai trở về cùng Chúa. Tài hùng biện tự nhiên và sự học vấn sâu rộng, cả hai có thể giúp đỡ chức vụ truyền đạo một cách lạ lùng để làm vinh hiển Đức Chúa Trời, để cứu vớt và ban phước cho nhiều linh hồn. Nhưng sự sức dầu bằng Thánh Linh Đức Chúa Trời và sự hoàn toàn vâng theo lời Đức Chúa Trời là hai sự cần yếu đầu nhất và xác thực. Không có hai cái ấy, thì mọi tư cách của loài người tự gây lấy chẳng có giá trị gì cả. Nhiều chi hội kiếm cách lấp sự thiếu quyền phép thiêng liêng bởi sự đào luyện cho các viên truyền đạo của mình có học thức đầy đủ hơn. Nguyện Đức Chúa Trời gìn giữ hội thánh khỏi số phận ấy. The Alliance Weekly.
nguyện đời tôi dâng Chúa Thủy Chung, duy mong ước Giêsu đẹp lòng. Này bàn tay tôi quyết nghiêng lại, riêng nâng giúp mỗi công việc ngài. Trọn đời tôi nguyện cùng hiến để chuyên tâm lo việc thượng thiên. Này bàn chân tôi quyết Thánh Kinh Báo, cẩn thận giữ lòng mến Chúa. Lửa chiến tranh đã lan từ châu nọ đến châu kia, nhuộm đỏ trời Âu Phi và ngay đến Á nữa. Đất Thánh hầu như sẽ thành một sân khấu tàn sát quan trọng. Cả thế giới dường như sắp bị lôi cuốn vào trận cuồng phong giật giả với những thảm cảnh chết chóc, hủy diệt, đau đớn, ghen ghét và đắng cay. Quả thật, ta đương sống trong những thời kỳ nguy hiểm trước khi Chúa Giêsu tái lâm. Chẳng những nguy hiểm cho phần vật chất, chiến tranh còn nguy hiểm cho phần thiêng liêng. Trong thơ Giu-đe, tác giả cảnh cáo tín đồ có thể đổi ơn Chúa ra việc tà ác, chối đấng chủ tể, cho đến nỗi như dân Israel xưa trở nên vô tín và bị Chúa hình phạt. Nếu các thiên sứ còn có thể không giữ thứ bậc và bị Đức Chúa Trời dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, huống chi là tín đồ, há chẳng có thể mắc vòng nguy hiểm thiêng liêng bội phần hơn trong thời kỳ chiến tranh này chăng? Vậy, anh em phải để ý đến lời khuyên trong câu 20 mà tự lập lấy trên nền đức tin và luôn giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Có thế mới xứng đáng chờ đợi ngày Chúa tái lâm, khỏi bị hổ thẹn khi ngài hiện đến. Điều 1. Cầu nguyện bởi Đức Thánh Linh. Tín đồ có thể quá vấn vương cục diện chiến tranh, lên xuống thua được không chừng, đến nỗi sao lãng cầu nguyện và cắt đứt dây thông công với Đức Chúa Trời. Đó há chẳng phải là một mối nguy hiểm đến chết trong thời buổi hoang mang này chăng? Cầu nguyện là khí giới mạnh mẽ để cự địch các quyền lực tối tăm. Quỷ Satan có thể chống trả hầu hết mọi sự trừ sự cầu nguyện. Nó run rẩy khi thấy thánh đồ yếu đuối hơn hết quỳ xuống cầu nguyện. Nhờ Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Giu-đe câu 20. Không phải là nói bá láp vô ích về chiến tranh, nhưng là sự mong mỏi thành thực của linh hồn do Đức Thánh Linh gây nhóm, khiến kẻ cầu nguyện được giao tiếp sanh động với Đức Chúa Trời. Nhờ cầu nguyện, tín đồ được Đức Chúa Trời bổ sức, có thể tiến lên, cảm thấy như tác giả Thi Thiên: nhờ Ngài tôi sẽ xông ngang qua đạo binh, cậy Đức Chúa Trời tôi vượt khỏi tường thành. Thi Thiên đoạn 18 câu 29. Chỉ bởi luôn luôn sốt sáng cầu nguyện, tín đồ mới có thể giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và thoát khỏi mọi sự cám dỗ nguy hiểm trong thời kỳ khủng khiếp. Điều 2. Hoàn toàn đầu phục Chúa. Dầu thơ Giu-đe không luận rõ ràng, nhưng xét đại cương cũng có thể nhận thấy tín đồ phải vâng phục Chúa đến cực điểm. Chính sự cố ý không vâng phục của dân Israel đã xô họ xuống vực hình phạt kinh khiếp. Chúng ta không thể giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời mà lại không vâng lời Ngài, cứ đi tẻ tách ý chỉ Ngài đối với đời sống và chức vụ mình. Há có mạng lệnh nào rõ rệt hơn mạng lệnh này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Há có lời dạy dỗ nào minh bạch hơn là: hãy yêu kẻ thù nghịch. Vì sự vâng lời tốt hơn của lễ, Samuel thứ nhất đoạn 15 câu 22. Nên chúng ta chớ sa vào lưới bẫy ma quỷ mà ghét bỏ không cứ ai, cả đến kẻ thù của mình cũng vậy. Trái lại, hãy vâng phục Đức Chúa Trời và đầy lòng yêu thương đối với nhau, cùng đối với mọi người. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 3 câu 12. Điều 3. Trong đợi Chúa tái lâm.
Không gì nhen nhóm sự thánh khiết và yêu thương bằng nghĩ đến cứu Chúa tái lâm. Giu-đa khuyên rằng, hãy trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Giê-xu Christ. Mối hy vọng sống cho tín đồ được bình an trong lòng giữa những kinh khiếp, nguy hiểm do chiến tranh, được bày tỏ sự yêu thương của Chúa bởi đời sống mình giữa bầu không khí ghen ghét và tranh đấu, được đứng vững vì chân lý của Đức Chúa Trời giữa hoàn cảnh bội đạo và vô tín. Xây khỏi mọi sự chung quanh mà chăm chú vào Chúa sắp tái lâm, tín đồ sẽ được biến hóa từ vinh hiển qua vinh hiển. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 18 mới có thể giữ được mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và mới thoát khỏi mọi cơn cám dỗ của thời kỳ tối nguy hiểm này. Điều 4. Sốt sắng cứu tội nhân. Thơ Giu-đa câu 23 khuyên tín đồ rằng hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa. Còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế. Khi tín đồ quá chăm chú vào chiến tranh đến nỗi không thấy muôn triệu linh hồn trầm luân vì ở ngoài Đấng Christ, thì liền hóa ra ích kỷ, cứng cỏi, nguội lạnh, chuộng hình thức đến nỗi không thể cứu giúp kẻ khác vì chỉ yêu thương mình. Ôi, anh em hãy coi chừng, chớ chịu nghe theo cám dỗ mà không giữ mình trong sự yêu mến Chúa. Vậy, lòng ta mới đầy dẫy ân điển Ngài, đời ta mới có quyền phép để chiếm nhiều linh hồn cho Chúa, và chức vụ ta mới dầm thấm tình yêu thương đối với mọi người. Hỡi độc giả, hãy sốt sắng tỉnh thức, cứ giữ mình trong sự yêu mến Chúa, chứ để sự cám dỗ bởi chiến tranh dẫn mình đi lạc. Thánh Kinh Pháp. Ngày miệng ngôi dân đế phát thanh cho khắp đất nghe vang tin lành, bạc vàng xin dâng hết Chúa tôi, đem chi phí để rao đạo trời, trọn đời tôi nguyện cung hiến để chuyên tâm lo việc đường tiền, dù vòng tôi dâng đường đời. Trong Kinh Thánh có nói nhiều về biển, ấy là một sự lạ vì Kinh Thánh được chép bởi người Giu-đa, mà người Giu-đa thì không hề làm thủy thủ. Họ rất ưa thích núi và trũng, còn về biển thì chỉ có thần quyền mới làm cho họ ưa thích được. Họ sợ biển, các nhà du lịch mảnh khảnh cũng sợ nó, các thủy thủ giàu yêu nó cũng không thể quên được sự nguy hiểm của nó. Không ai có thể tin cậy biển được, lòng nó đầy dẫy xương cốt người chết. Nếu đời sống người ta là một cuộc hành trình, thì linh hồn người ta là một chiếc tàu. Linh hồn người ta và chiếc tàu chạy ngoài biển có đôi điều giống nhau. Thứ nhất, một chiếc tàu phải có một quan cai làm chủ. Mỗi người cũng phải có một quan cai làm chủ linh hồn mình. Người ta không thể đi đường đời này mà không có người dắt dẫn. Cuộc hành trình này sẽ đưa đến thiên đàng hay địa ngục. Chỉ có hai hải cảng ấy là khai thông mà thôi. Người nào có Đức Chúa Giê-xu làm quan cai linh hồn mình thì được Ngài đưa đến thiên đàng. Nếu quỷ Sa-tan làm chủ người thì nó sẽ đưa người vào những gành đá trầm luân, nhận chìm xuống vực sâu không đáy. Về phần tôi không trông cậy vào ai khác ngoài Đức Chúa Giê-xu.
vì Ngài thông biết mọi đường lối và phép tắc của nghề hàng hải thiêng liêng. Ngài làm mọi sự, trong mọi sự. Một chiếc tàu phải có đồ chở, nếu không chở hàng hóa thì phải chở đồ dằn như đá, sạn, buồng lầy. Nếu không thì tàu chồng chành. Anh em đương chở gì? Cái gì dằn linh hồn anh em? Công việc của xác thịt hay bông trái của Đức Thánh Linh? Mỗi chiếc tàu phải có một bản đồ chỉ rõ đường đi, hải cảng, gành đá, đèn pha. Anh em không thể đi đường đời này nếu không có cái bản đồ là Kinh Thánh. Nếu không quen biết bản đồ thì làm sao tránh được gành đá? Không có chiếc tàu nào nhờ ánh sáng riêng của mình mà đi được, phải nhờ sao bắt đầu. Lý trí loài người không dẫn dắt họ được, khoa học cũng không, phải nhờ ánh sáng của ngôi sao Bethlehem. Kim chỉ nam của chiếc tàu không những được giữ kỹ trong một hộp riêng mà thôi, nhưng trước khi ra khơi, người ta phải thử lại cho thật đúng đã, vì hóa vật trên tàu có thể làm sai lệch kim được. Cũng vậy, kim chỉ nam của chúng ta là lương tâm, cũng phải được lời Đức Chúa Trời thử nghiệm. Có nhiều người đi sai đường lối Chúa đến chỗ nguy hiểm, thế mà họ cũng nói, tôi có lương tâm trong sạch. Lương tâm chỉ trong sạch khi nào nó được soi sáng bởi Đức Thánh Linh và thử nghiệm bởi lời Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ Âu Chiến trước, một chiếc tàu lớn vượt qua Đại Tây Dương có chở nhiều giấy tờ quan hệ của chánh phủ. Một người lính trên tàu bỗng đau nặng, cần phải mổ mới lành. Nhưng quan thầy nói ông không thể cầm dao làm gì được vì máy chạy làm cho rung rinh cả chiếc tàu. Dầu người lính ấy chỉ là một người thường, song được yêu chuộng, nên quan cai tàu ra lệnh ngừng máy lại. Giữa biển khơi, chiếc tàu bèn ngừng lại để quan thầy cứu một người. Những bánh xe lặng lẽ như chết để cho một người chết được sống. Đức Chúa Trời cũng coi trọng linh hồn người ta lắm, đến nỗi Ngài đảo ngược trật tự của trời. Trời yên lặng chừng nửa giờ. Chúa muốn cho cả thiên sứ và ma quỷ chú ý đến giờ nghiêm trọng ấy, cái giờ mà Ngài khiến một dòng dõi chết trở lại sống. Đức Chúa Trời yêu thương con cái Ngài lắm, đến nỗi đảo ngược cả quy tắc và bánh xe của cõi thiên nhiên. Ngài tắt ngọn lửa hừng, bịt mồm sư tử. Ngài đem bóng đã rọi trên bàn trắc ảnh A-cha lui lại 10 độ. Ngài khiến mặt trời ngừng lại cho Giô-suê và bảo quan tài ở cửa thành Na-in ngừng lại. Nếu có cần, Ngài sẽ đóng cửa địa ngục và đánh bại cánh tay của Sa-tan để anh em vượt khỏi chỗ nguy hiểm mà đến chốn bình an. Nếu có mắc cạn, đừng gắng sức vô ích, hãy chờ đợi. Hãy nhớ rằng, chỉ một lát nữa thì nước triều sẽ dâng lên cho. Tại hải cảng Portland, Maine, tôi thấy có nhiều chiếc tàu lớn nằm trong buồng. Có kẻ hỏi, làm sao các tàu ấy vào ra được? Thì người ta đáp, nước triều sẽ lên cao lắm, họ chỉ có chờ mà thôi. Nếu anh em biết chờ đợi ngọn thủy triều thiêng liêng, thì có mắc cạn cũng được giải thoát luôn luôn. Có nhiều người đáng lẽ đã vượt biển ra khơi rao truyền đạo thập tự giá rồi, nhưng tội nghiệp thay, họ còn mắc cạn. Khi ăn cơm với vua nước Thái, hải quân đề đốc Foote xin cầu nguyện. Vua lấy làm lạ, hỏi ông có phải là một nhà truyền giáo chăng? Đề đốc trả lời, tâu bệ hạ, mỗi tín đồ đấng Christ là một nhà truyền giáo. Nếu thật thế thì phước biết dường nào mà phải thật như thế mới được. Nguyện Chúa khiến cho mỗi người trong chúng ta đều trở nên những nhà truyền giáo. Trần Như Tuân, lược dịch báo Pilgrim Holiness Advocate. Lời sống đồn vang, vũ trụ mới. D.M. Penton. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, đấng ngự trên ngôi phán rằng, này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Ta là Alpha và Omega. Khải Huyền đoạn 21 câu 3 đến câu 6.
một mình Chúa phán những lời trên đây. Dường như sự mong mỏi dồn chứa trong lòng Ngài bây giờ mới dốc đổ ra hết. Ngài phán theo tư cách Alpha và Omega. Alpha chỉ về đấng đã dựng nên các thế giới hiện có, và Omega chỉ về đấng đến cuối cùng sẽ dựng nên các thế giới bất diệt. Gần 2000 năm trước đây, Ngài phán với sứ đồ Giăng rằng: "Hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật." Ngài lại phán cùng tôi rằng: "Đã xong rồi." Đức Chúa Trời có thể đặt vào thời quá khứ những việc mà chính lúc bây giờ còn ít nhất là 1000 năm nữa mới xảy ra. Ấy vì Ngài biết chắc là đã hoàn thành rồi. Sau các cuộc phán xét, trí phán đoán sáng suốt vô cùng đã sắm sẵn mọi sự vì một công cuộc hoàn toàn mới mẻ và trong sạch. Các thiên sứ ác ở trong hồ lửa rồi, những người được cứu chuộc trải qua các thời đại đã nhận lãnh phần thưởng. Muôn trùng người chết trong tội lỗi đã bị đuổi khỏi tòa lớn và trắng và quăng vào hồ lửa. Vậy, mọi vấn đề tinh thần đã giải quyết cho đến đời đời. Mọi vai tuồng, từ khi bắt đầu có thời gian, đã dự phần đóng vở kịch trên thế giới, đều bị phán xét và số phận họ đã tuyên định rồi. Mọi sự đã sẵn sàng cho một cuộc sáng tạo mới. Vũ trụ cũ bị tiêu diệt. Vậy nên, đúng như chúng ta đã mong mỏi, cả vũ trụ bị tiêu diệt vì cớ bị tội lỗi làm ô uế. Việc đó tuyên bố bằng những lời không ai hiểu lầm được. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Khải Huyền đoạn 20 câu 11. Những lời ấy chỉ có một ý nghĩa. Nếu không có chỗ cho một vật thể chất, thì chỉ vì không có nó nữa. Lại có chép, trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến mất đi. Khải Huyền đoạn 21 câu 1. Cả đến trái đất của ngàn năm bình an, với mọi kỳ quan và vinh quang của nó, đặt dưới quyền kiểm soát của Đấng Christ, cũng không phải là nơi ở đời đời của con cái Chúa và của chính mình Chúa. Phi-e-rơ luận rõ về điều đó rằng, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 10. Quyền năng kỳ diệu của Đức Chúa Trời đã gọi vũ trụ bao la ra từ cõi hư vô, thì bây giờ quyền năng ấy chỉ hành động ngược lại, làm cho vũ trụ chìm vào cõi hư vô, từ đó Ngài đã gọi nó ra. Vũ trụ mới hiện ra. Bây giờ vũ trụ mới mẻ bắt đầu có, tức là mục đích cuối cùng cho mọi sự mong mỏi của mọi người tiên kính, cho mọi sự khải thị ơn cứu rỗi và cho mọi lời tiên tri, cũng là mục đích cuối cùng cho mọi sự phán xét trước khi có thành vĩnh viễn của Đức Chúa Trời. Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới. Cựu ước đã dự ngôn rất rõ ràng về trời mới, đất mới. Đức Chúa Trời phán bởi Ê-sai rằng, ta sẽ dựng trời mới, đất mới. Những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. Ê-sai đoạn 65 câu 17. Lại rằng, Đức Giê-hô-va phán, trời mới, đất mới mà ta hầu dựng sẽ cứ còn trước mặt ta. Ê-sai đoạn 66 câu 22. Sự mới này chẳng phải chỉ lại một cuộc sáng tạo mới bằng vật chất, nhưng cả vũ trụ tốt đẹp vô cùng sẽ hiện ra trước giác quan của loài người, bây giờ mới có thể thưởng thức vẻ tốt đẹp ấy. Đó là một vũ trụ không tì tích mà các giác quan trọn vẹn hiểu biết được. Theo lời hứa của Chúa, vậy là một lời hứa trong Cựu Ước vì sách Khải Huyền bây giờ chưa viết ra. Chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 13. Thật như một bác sĩ chuyên chữa bệnh phung nói rằng, đạo tin lành của chúng ta khiến những người phung trông mong trời mới, đất mới, thân thể mới, mắt mới, tiếng nói mới, xúc quan mới, nhân đó họ sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Một đặc sắc kỳ diệu của thế giới mới sẽ là sự tiêu diệt cuộc quá khứ. Những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. Ê-sai đoạn 65 câu 17. Cuộc quá khứ sẽ chẳng khuấy rối chúng ta nữa. Kinh đô mới đầy vinh quang. Lại nữa, bây giờ hiện ra một kinh đô mới của vũ trụ. Tôi cũng thấy thành thánh
là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Thành này là mới về vật liệu, về kích thước, về nơi tọa lạc, về kiểu mẫu, về sự còn đời đời và về mọi đặc sắc của nó. Nó giáng xuống đất mới, ở đó luôn, làm kinh đô vĩnh viễn. Từ trước đến nay là Jerusalem trên trời, Hebrew đoạn 12 câu 22, thành Jerusalem ở trên cao, Galati đoạn 4 câu 26, thành hầu đến, Hebrew đoạn 13 câu 14. Bây giờ là thành ở trên đất mới, làm nơi ở đời đời cho những người đã được cứu chuộc. Chúa ở chung với loài người. Mục đích tối cao nay được bày tỏ. Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Khải Huyền đoạn 21 câu 3. Đây có sự khải thị lạ lùng rằng Đức Chúa Trời và loài người ở chung một nhà. Chúng ta sẽ được thông công cùng nhau, không hề bị đứt đoạn, không hề bị một tội lỗi nào làm hư hại. Đức Chúa Trời không còn chọn một nước riêng cho Ngài hoặc một dân thiêng liêng cách biệt hẳn loài người. Nhưng Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Ấy nghĩa là người ta có thể thấy và đến gần đấng cao cả, cũng như Adam đi với và hầu chuyện đấng dựng nên mình trong cảnh vườn thứ nhất của thế giới. Trong đền thờ chỉ có một người được phép vào nơi chí thánh. Hiện nay chẳng ai có thể thấy Đức Chúa Trời mà lại sống được. Trong cõi đời đời, Đức Chúa Trời ở với loài người một cách thân mật mà cả đến các thiên sứ cũng không biết. Ấy là sự ứng nghiệm tối cao và hoàn toàn của những lời Chúa chúng ta đã phán. Nếu ai yêu mến ta thì vẫn giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Giăng đoạn 14 câu 23. Hạnh phúc tràn lan muôn đời. Kết quả sẽ có một thế giới hoàn toàn mới. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Khải Huyền đoạn 21 câu 4. Sẽ không còn than khóc, tức là sự buồn thảm vì cớ kẻ chết. Sẽ không còn kêu la, tức là kêu cắt ruột hay kêu rùng rợn. Sẽ không còn đau đớn, cả về phần hồn lẫn phần xác. Chỉ bàn tay đã làm nên tâm trí chúng ta mới có thể thấu đến những cội gốc sâu xa của sự đau khổ trong chúng ta. Và bởi đó có thể thay đổi mọi sự để chúng ta sẽ chẳng hề khóc nữa. Trong ngày vinh hiển ấy sẽ không có mọi sự đó nữa. Nào nước mắt lạnh từ từ chảy vì thất vọng, nào tiếng khóc thảm sầu khủng khiếp của kẻ mà tâm trí bị hoang mang, nào tiếng thổn thức tức giận vì phải chịu sự bất công, nào giọng than vãn xé ruột của người vợ mà chồng đã bị giết oan. Không còn giường chết, không còn đám tang, không còn nghĩa địa, và hơn nữa không còn lòng tan dạ nát nữa. Trước mặt vua của các vua còn có những cảnh tượng ấy làm sao được. Những sự thứ nhất đã qua rồi, vì nó chẳng thuộc về cả đến sự sáng tạo thứ nhất. Đổ mồ hôi, rên xiết, đổ máu và chết chẳng phải là những công lệ của Đức Chúa Trời, nhưng là kết quả của sự trái phạm các công lệ của Đức Chúa Trời. Nhà truyền đạo Robert Hall lâm bệnh trầm trọng, lúc hấp hối cứ lăn lộn trên giường. Trên mộ của ông tại thành Bristol có ghi những chữ: không có đau đớn nữa, loài người đời đời sẽ không còn tội lỗi nữa. Hồ lửa muôn đời không tắt. Chỉ có một bóng rũ xuống, một bóng khủng khiếp vô cùng. Ấy là hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Khải Huyền đoạn 21 câu 8. Có sự sống thứ hai và cao quý hơn, thì cũng có sự chết thứ hai và sâu xa hơn. Sự thật kinh khiếp ấy là hồ lửa ở trong vũ trụ bất diệt. Ấy nghĩa là trời, đất, thành là thật có và bất diệt thể nào, thì địa ngục cũng là thật có và bất diệt thể ấy. Không khỏi có như vậy được vì cớ tánh chất của trường hợp ấy. Mọi sự gian ác không thể cứu chữa của vũ trụ phải giam lại, cũng như những kẻ có bệnh phung phải giam riêng một chỗ. Những kẻ ở trong hồ lửa phải chịu lấy số phận mình, họ đã chuốc lấy số phận ấy như một án phạt tội lỗi mình.
Sự thật kinh khiếp ấy là sự chối rằng không có lửa địa ngục hiện nay lan tràn khắp thế giới, chẳng làm cho lửa ấy bớt nóng chút nào. Trái lại, sự chối đó chỉ là một làn khói tạm che khuất thế giới với sự khải thị kinh khiếp hơn hết mà Đức Chúa Trời từng ban cho. Chỉ cần ghi nhớ và nói rõ một việc tinh vi mà thôi. Ấy là Antichrist và tiên tri giả, cả hai đều đứng sống bị quăng xuống hồ có lửa. Khải Huyền đoạn 19 câu 20. Người ta không thể đứng sống mà lại bị quăng vào một cách nói bóng. Không giảng về lửa địa ngục thì càng khiến người ta đi tẻ tách đường tín ngưỡng. Nhưng lịch sử đã chứng rằng nơi nào giảng về lửa địa ngục nhiều hơn hết thì người ta được cứu nhiều hơn hết. Tiếng gọi đi đường thánh khiết. Lạ lùng thay là lời kết luận thực tế của sứ đồ sau khi luận đến những sự thật kỳ diệu này. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, nghĩa là vì thế giới trên đó chúng ta đương đi đây là một thế giới sẽ tiêu tàn đời đời, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 11. Tiến sĩ Alexander McLaren giải luận câu kinh thánh này rằng: hãy kiếp tài bồi tâm tánh giống như Đấng Christ. Mùa gặt thì lớn, công việc thì nặng nề, mặt trời đã ngã về tay, sắp phải tính sổ rồi. Không nên bỏ phí thì giờ, hãy làm việc dường như mình chưa từng làm bao giờ, và hãy nói rằng tôi quyết làm xong việc này. Lễ vật quý nhất. Tuyết ngồi trên bậc cửa đằng trước nhà, chống hai cùi trỏ vào đầu gối, hai tay xòe ra ôm lấy cằm và đôi má lúm đồng tiền. Ba ơi, gần đến lễ sinh nhật của mẹ rồi chăng? Cô vừa hỏi, vừa nhìn cha đang ngồi gần mình mà đọc tờ báo buổi chiều. Ông Thiệu nghĩ một chút rồi đáp. Chủ nhật tới đây, con ạ. Mà con hỏi làm gì? Ông âu yếm đặt bàn tay trên đầu Tuyết. Tuyết đáp rất nghiêm nghị. Bà giáo trường Chủ nhật bảo rằng hễ đến lễ sinh nhật của cha mẹ thì con cái phải làm cái gì để cha mẹ thật được vui thỏa. Con đã sẵn lòng yêu mến mẹ thì làm việc ấy có khó khăn gì? Nhưng thưa bà, con không có tiền. Nếu con có tiền, con có thể mua một vật biếu mẹ để tỏ ra rằng con yêu thương mẹ vô cùng. Hai con mắt Tuyết hơi ướt và cô nài nỉ cha rằng: thưa ba, ba có thể cho con 25 đồng chăng? Ồ, không, ba rất tiếc bây giờ không có đủ số tiền ấy để cho con. Nhưng nếu có 25 đồng, con sẽ mua cái gì để biếu mẹ? Ở cửa hiệu Phúc Long, có bán một thứ áo đẹp lạ lùng con chưa bao giờ thấy. Nếu con có thể mua áo ấy mà biếu mẹ, chắc mẹ sẽ vui thỏa vô cùng. Nhưng họ đề giá tới 25 đồng. Mà con làm gì ra tiền? Ôi, ước gì con có thể tỏ cho mẹ biết rằng con hết lòng yêu mẹ. Hai hàng nước mắt mà Tuyết cố cầm giữ, bấy giờ rơi xuống như những giọt mưa. Ông Thiệu kéo con lại gần mình, chùi nước mắt cho con mà nói rằng: này Tuyết, ba và con sẽ tính xem đến lễ sinh nhật của mẹ, con có thể làm gì cho mẹ vui thỏa không? Ba chắc con làm được. Mặc dầu con không thể mua áo đẹp biếu mẹ, con có yêu mến Đức Chúa Giêsu không? Tuyết đáp lại:
Ồ, chắc ba không cần hỏi con câu ấy. Ba phải biết rằng con yêu mến Đức Chúa Giêsu hơn hết mọi người. Chắc thế, khi con muốn Đức Chúa Giêsu biết rằng con yêu mến Ngài, thì con làm gì? Có phải con luôn luôn bỏ tiền mua lễ vật biếu Ngài chăng? Thưa ba, không, có khi con chẳng có một xu nào để dâng Ngài. Bây giờ con làm gì để tỏ cho Ngài biết rằng con yêu mến Ngài? Con quỳ xuống và nói với Ngài rằng con không có tiền. Con nói mãi với Ngài con yêu mến Ngài. Rồi con cảm thấy trong lòng Ngài hiểu biết con có yêu mến Ngài thật. Tuyết vỗ tay vì vui mừng. Hai mắt cô sáng ngời như hai viên ngọc. Cô nói con biết mình phải làm gì. Con sẽ viết cho mẹ một bức thư và nói với mẹ con không có tiền, không thể mua áo đạp biếu mẹ. Con cho mẹ biết rằng con yêu mến mẹ hết lòng hết sức. Và con biết mẹ sẽ hiểu con như Đức Chúa Giêsu hiểu con vậy. Bữa sau, Tuyết rộn ràng tìm giấy và bao thư đẹp nhất trong ngăn kéo bàn học của mình và ngồi viết một bức thư dài lắm. Đến ngày lễ sinh nhật của bà Thiệu, Tuyết dậy thật sớm. Cô sung sướng quá, không ngủ được. Cô nghe tiếng nhẹ nhẹ gõ cửa phòng mình và cửa liền mở ra. Ông Thiệu bước vào, tay bưng một giỏ hoa hồng nhung. Ông để một ngón tay vào miệng và Tuyết hiểu rằng ông muốn mình thật yên lặng. Cửa đóng lại, ông Thiệu nói thầm với Tuyết rằng ba chắc mẹ quý bức thư của con hơn mọi sự khác. Nhưng ba mua giỏ hoa này để con luôn dịp tặng mẹ. Tuyết ngắm nghía giỏ hoa, rồi nói ồ, hoa đẹp quá ba ạ. Cô hầu như đã quên rằng mình phải yên lặng. Khi cả nhà ngồi ăn lót dạ, Tuyết bỗng chốc đứng dậy, đi vào phòng riêng, nhưng một lúc sau cô trở lại, hai tay dâng giỏ hoa cho mẹ. Ông Thiệu tưởng con gái quên trao bức thư cho mẹ, nhưng khi bà Thiệu nhìn vào giỏ hoa thì thấy một cái phong bì tím. Bà mở thơ ra đọc, đương khi ấy Tuyết bồn chồn ngồi không yên, hai mắt cô chăm chú nhìn mẹ. Và cô khó đợi chờ xem bức thư của mình có khiến mẹ vui thỏa lắm chăng. Tuyết không thất vọng đâu. Cô thấy rằng mặt mẹ không bao giờ có vẻ vui sướng, hớn hở như thế. Khi đọc xong bức thơ chân thật và cảm động rồi, bà ôm chầm lấy con mà nói rằng con ơi, lễ vật bằng giấy mực của con biếu mẹ, thật, mẹ coi là quý báu, đẹp đẽ hơn hết mọi sự trên đời. Ông Thiệu sung sướng nhìn hai mẹ con. Ông hơi kinh ngạc, tự hỏi trong hai mẹ con, ai là người sung sướng hơn? Thánh Kinh báo thuận. Trời môi gian lao tai ương, săn chiều liên tập trăm đường, săn nghi ở nhà lo cho ai đi, săn phục linh y mọi khi, săn tiên săn thoái theo ơn cha sai, săn tròn phần tôi tớ ngài, săn để gánh trái. Săn phục linh y mọi khi, săn để khơi hành không nao chuyên chuyên, săn sàng canh giữ khấn nguyện, săn nghi để nhường cho ai thấy tôi, săn chờ cha mở đường ôi, săn tiên săn thôi theo ơn cha sai, săn tròn phần tôi. Thanh niên diễn đàn. Thanh niên với chức vụ: Trần Thị Kim Quý, Vinh. Thanh niên
hy vọng của quốc gia, xã hội và cũng là tương lai của Hội Thánh. Nghe hai tiếng thanh niên như có một năng lực gì khiến ta phải chú ý đến một cuộc đời thực tế và phấn đấu. Tuổi thanh niên là một tuổi thường khi phân vân giữa ngã ba đường, một tuổi xem đời và tất cả hiện tượng của nó bằng con mắt ngây thơ lạc quan, một tuổi bấp bênh giữa những phong ba cuồng nộ của mọi thời đại, một tuổi chỉ ham những thú vui hiện tại mà không thiết gì đến tương lai. Nhưng cái tuổi đó rất quan trọng, nó là nước, là nhà sau này. Nó sẽ làm chủ một gia đình, làm dân của một nước, tay đắc lực của một hội thánh. Xem xét về phương diện tôn giáo, thanh niên sẽ là những quân lính can đảm hay nhút nhát trong cuộc tiến công để mở mang nước Chúa. Lâu nay, từ Nam chí Bắc, đã có nhiều hội thánh tổ chức riêng một ban thanh niên, cốt để dẫn dắt đời niên thiếu của chúng ta, cho có một nền tảng đạo đức vững bền và hữu ích. Chẳng những chúng ta phải cẩn thận theo lời Chúa, nhưng cũng phải dùng đời sống của ta mà hầu việc Ngài, phải đem danh cứu rỗi của Ngài để cứu vớt sanh linh đang chìm đắm trong bể khổ. Nếu chúng ta muốn noi dấu chân đấng, đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Matthew đoạn 20 câu 28. Thì phải lấy câu này làm chuẩn đích, sống để mà hầu việc. Là thanh niên trong đấng Christ, trong hội thánh, chúng ta cũng có một chức vụ lớn lao là hầu việc Ngài. Muốn hầu việc Chúa, chúng ta đừng nên lấy sự cao trọng, quyền quý, danh vọng giả dối của đời làm mục đích. Xưa kia Đức Chúa Giêsu xuống thế gian để cứu chuộc loài người. Ngài không tự xưng là vua, là Chúa ở thế gian, nhưng Ngài tự hạ mình xuống, ngang hàng với các môn đồ. Ngài đi từ nơi nọ qua nơi kia để làm phước, trò chuyện, thân mật với dân chúng, khuyên dỗ những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, an ủi những linh hồn đau khổ. Ngài vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Đó là phương hành đạo của Ngài mà thanh niên chúng ta ngày nay đáng phải noi theo. Kêu gọi các môn đồ đầu tiên, Chúa không hứa cho họ nên những bậc vĩ nhân, tài cao học rộng, nhưng chỉ cốt cho họ trở nên người hữu dụng. Phần đông thanh niên thế gian hiện tại đang bị cuộc đời vật chất chi phối linh hồn. Họ đang còn mãi miết bước theo con đường trụy lạc. Họ hầu như mất hết sự sống làm người. Nếu chúng ta không làm trọn bổn phận đối với họ, mặc họ theo con đường trụy lạc, thì họ có thể lôi cuốn cả loài người xuống một vực thẳm vật chất ghê gớm. Ai chinh phục được thanh niên thì đã nắm chắc tương lai trong tay. Câu nói đó đã khiến cho những nhà đại chính trị rất chú ý vào việc huấn luyện tuổi trẻ. Xem như thế, đủ biết thanh niên quan trọng đến chừng nào, vì đó là một tiền đồ rực rỡ của nòi giống, hay là những bọn phá hoại một xã hội sắp suy đồi. Các bạn ơi, là thanh niên trong đấng Christ, chúng ta phải dắt đưa họ đến một con đường sáng láng vinh quang. Mà chúng ta muốn đem họ đến với Ngài, thì trước nhất phải lấy hành vi của mình làm gương sáng. Phải có tình yêu thương, lòng tha thứ, sự nhịn nhục và giúp đỡ lẫn nhau, hầu cho công việc Chúa mau kết quả. Trần Thị Kim Quý, Vịnh. Sẵn để giang luôn, hãy suy tư đây, sẵn sàng thân tâm não này, sẵn đứng vững vàng nơi cha ưa vui, sẵn chịu đau khổ nào lùi, sẵn tiến sẵn thôi theo ơn cha sai, sẵn chọn phần tôi tương lai, sẵn để gánh trách nhiệm tuy tốn hay tí, sẵn phục linh y cần cao hay giao kim ngôn, săn vực muôn muôn linh hồn, săn sông săn trên luôn luôn an tâm, săn sàng nghìn Chúa phục lâm, săn tiên săn thoái theo ơn cha sai, săn tròn phần tôi tương lai, săn để gánh
phục linh y mọi khi. Phương khóm cây xanh, Chúa Giêsu bên hữu Đức Chúa Trời, Trần Như Tuân tuy hòa. Mấy em thường nghe những người lớn mỗi khi gặp nhau hay trước khi từ giã nhau hay nói câu này: xin ông bà, anh chị nhớ cầu nguyện cho tôi với. Khi có một người phạm tội lỗi hoặc đau ốm, mục sư và hội thánh thường nhóm lại để cầu nguyện cho người. Mấy em cũng nghe cha mẹ hoặc anh em cầu nguyện cho mình. Sự chúng ta cầu nguyện cho nhau là sự thông thường, mấy em không lấy làm lạ. Nhưng mấy em nào có để ý đến một đấng hằng nhớ đến và luôn luôn cầu nguyện cho mấy em? Hãy nghe lời cụ dân: hỡi các con bé mọn ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng công bình. Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 1. Mấy em nhớ rằng sau khi Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại rồi thì được đem lên ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Ở đó Ngài làm thầy tế lễ thượng phẩm để cầu thay cho chúng ta. Mà lạ lắm, sự cầu thay của Ngài là sự cầu thay đắc lực hơn hết mà ít ai để ý đến, ít ai nhờ cậy đến. Ngài cầu thay về những tội mà chúng ta lầm lỡ phạm, hầu cho những tội ấy không đổ lại trên chúng ta. Ngài cầu thay để Đức Chúa Cha gìn giữ chúng ta trên con đường nên thánh. Xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Giăng đoạn 17, câu 15, 17. Ngài cũng cầu thay để chúng ta được toàn vẹn hiệp làm một, tức là được tránh khỏi sự cãi lẫy, rầy rà, ghen ghét và bè đảng. Chữ cầu thay cũng có nghĩa là bào chữa. Đức Chúa Giêsu bào chữa cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời như một vị trạng sư bào chữa cho tội nhân trước mặt quan tòa vậy. Chỉ khác một điều là sự bào chữa của Đức Chúa Giêsu có hiệu lực hơn. Mỗi khi ma quỷ là kẻ kiện cáo anh em chúng ta ngày đêm đến trước mặt Đức Chúa Trời mà cáo kiện em nào, thì liền có Đức Chúa Giêsu ở đó để biện hộ ngay. Ngài không cần phải lắm tiếng nhiều lời. Hai bàn tay có dấu đinh của Ngài đưa ra là một cái khóa chặt khớp miệng nó lại. Ngài ngụ ý nói rằng: ta đã chịu chết vì tội lỗi của nó rồi, và huyết ta hãy còn rửa sạch mọi tội nó đến mãi mãi. Với Đức Chúa Cha, Ngài thưa rằng: con xin Cha vì những vết thương của con mà tha thứ cho nó. Nghĩ đến đó, Thánh Phaolô vui mừng quá bội nên la lên rằng: ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu là đấng đã chết và cũng đã sống lại. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Roma đoạn 8 câu 34. Điều đó khiến cho chúng ta càng cảm ơn Chúa và thận trọng trong cách ăn nết ở của chúng ta là dường nào. Đức Chúa Giêsu ngồi bên hữu Đức Chúa Trời ở trên trời chỉ có một mục đích là cầu thay cho chúng ta ở dưới đất. Sự chết của Ngài vì tội chúng ta chỉ có mấy giờ, nhưng sự cầu thay của Ngài vì sự nên thánh chúng ta trải suốt một thời đại. Trước khi mấy em chưa sanh ra, Ngài đã cầu nguyện cho mấy em rồi và sẽ cứ còn cầu nguyện nữa. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Giăng đoạn 17 câu 20. Nếu Đức Chúa Giêsu lo cho sự nên thánh mấy em dường ấy, thì mấy em đáng nên lo cho mình để khỏi xé rách vết thương và đau lòng cứu Chúa là dường nào. Vì mỗi lần chúng ta chiều theo xác thịt, phạm tội lỗi là mỗi lần chúng ta làm vỡ lỡ vết thương của Chúa.
tan nát lòng của Ngài. Ấy là chưa nói đến sự đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Vậy xin có mấy lời khuyên nhủ. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn, phần xác thịt và phần thần linh. Lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 7, câu 1. Trần Như Tuân, Tuy Hòa.